cho chị gia đình chính trị với lại vô mấy cái group cái đã. Trời ngồi mà bực bội quá trời luôn. Nói Thiệt chung tình. thì mấy bữa nay cũng có chuyện không vui, nhưng mà hôm nay tình hình thấy có vẻ bất ổn quá. Mình chia sẻ thôi, cái này là nội dung cá nhân thôi. Chia sẻ những cái tâm tư, cái tình cảm, cái nguyện, cái nhận định riêng cá nhân thôi. Cũng không có liên quan đến tổ chức chính trị xã hội nào hết. Đúng rồi, cái này là cái quan điểm cá nhân của mình là một trong những người dân và những người tham gia mạng xã hội thì mình chỉ chia sẻ những cái nhận định của mình. Mà không biết Nam Phong có cái link của cái tường con nhỏ Diễm Phạm chưa ta? Không À, Nam à, Phong. có mình thấy mấy bạn bè chia sẻ trên Facebook đó. Thì tí xíu nè, nhiên chia sẻ cái mấy cái thành phần đó đi. Mình thì đang chạy đâu mất rồi. Đâu rồi? Ok, lên lại. Trời ơi, Đây. Ok. các bạn đồng chí ở bên ngoài đúng là hèn quá, nhưng vừa vô cái định báo cáo nhưng liền Vậy hả? chứ chặn họng người ta kiểu đó vậy. Ngồi ngoài nghe chị Nhiên dạy các em là các em ơi, mới mới Nhiên chia Chưa nói sẻ vô trong đấu chia sẻ vô đấu trường thôi rồi đã muốn muốn khóa mỏ An Nhiên rồi hả? đấu Nó trường đã nào ngất lận. Đấu trường dân chủ tự do rồi những cái đấu trường ở bên ngoài mấy đứa lơm cơm nó hay coi đó, mấy đứa lơm cơm nó hay coi rồi nó bị tụi thằng Nguyễn Văn Đài dắt mũi. và mấy con bò bị sổ mũi đúng không? Đúng rồi. Nhiên mới có một cái bài văn, một bài thơ, một bài văn tế là Nguyễn Văn Đài đó. Nó thì cũng sau này thì nó cũng được đi theo con đường của ông Bùi Tín thôi. Xuyên tạc Cái trẻ và nó thì sống vô tổ quốc mà chết vô địa tán, nói chung là cuộc sống của tụi nó thì có nhiêu đó thôi, những kẻ phản tổ Nam Phong thấy không? Tụi nó hả hê trước cái cảnh mà người dân bị mất rồi, trước cảnh của những chiến sĩ đã hy sinh. Thì những chiến sĩ đó là ai? Là cũng là người người dân Việt Nam thôi. Đó, rồi đúng họ cũng có gia đình, cũng có cha mẹ, có vợ, có con, nó có người thân. Mà bây giờ họ phải hy sinh vì cái sự an yên cho đồng bào, cho xã hội trong cái thời bình như vậy. Thì thử một người dân nhỏ bé giống như Nam Phong và An Nhiên thì có thể tiếp tục ngồi để mà nhìn tụi nó làm những cái công việc mà sai trái với lại đất nước Việt Nam mình hay không? Đó. chính xác rồi. Thì trước tiên mình chia sẻ cái vấn đề này thì mình xin chia buồn trước đến cái gia đình của các đồng chí đã hy sinh. Đó. Các đồng chí công an và cả những cán bộ xã đã hy sinh dưới cái bàn tay gọi man rợ của cái nhóm đối tượng này. Mình thì chưa khẳng định, mình nói theo quan điểm của Bộ Công an về của đảng nhà nước đó, thì chúng ta chưa vội đánh giá là chúng nó thuộc nhóm tổ chức nào, đúng không? Tại vì chưa có kết luận chính xác thì mình là một công dân yêu nước, mình chấp hành pháp luật nhà nước Việt Nam thì mình phải nói đúng. Cái điều này á Mình chưa vội đánh giá. không Nam Phong
Từ Phong sống Nam Phong sống ở Việt Nam thì Nam Phong phát biểu cái này thì rất từ. là đúng, nhưng mà Ok. An Nhiên sống ở nước ngoài thì An Nhiên đã từng nghe tụi nó móc nối với lại những người phun rô ở trong rừng á. Đó thì ngày xưa á, các anh chị em còn nhớ ngày xưa Hoàng Cơ Minh cũng đã móc nối với lại những cái thành phần đó và trú ngụ ở trong rừng để mà làm những cái việc sai trái với lại đất nước Việt Nam mình như thế nào rồi. Thì những cái vụ việc này An Nhiên đã từng nghe ở những cái hội nhóm nước ngoài ở bên này rồi, chứ không phải là Nhiên không biết đối tượng nào. Nhiên thừa biết đối tượng nào Đúng và rồi. Nhiên Nhiên đã biết được là những cái đối tượng đó nó nằm trong những cái hội nhóm băng nhóm ở bên bên nước ngoài luôn đó. Thì yếu tố Nam Phong là một người dân thì Nam Phong tuân thủ theo những cái điều luật của chính phủ đưa ra thì rất là đúng đó, nhưng Nhiên ở nước ngoài thì Nhiên Nhiên có thể phát biểu theo những cái sự hiểu biết và cái sự nghe ngóng của mình đó để chia sẻ đến tất cả các anh chị em biết được là đối Quyết tượng định nào thể hiện đó. cái quan điểm đúng không? Đúng. Tất cả công dân đều có cái quyền thể hiện quan điểm, nhưng mà dưới góc độ gọi là chấp hành đó, luật pháp của cái nước đất nước mình đang sống. Thì thí dụ như một số cái đối tượng chống phá đi, nó luôn kêu gọi là tự do ngôn luận đúng không? Nhưng mà cái tự do ngôn luận đó nó vi phạm pháp luật Việt Nam. Không ngoài những Đúng cái rồi. thành phần gọi là củ cụi rồi bao que xỏ lá các kiểu đó, thì nó luôn rêu rao là nó có quyền tự do dân chủ, và cái việc tự do quá trớn của tụi nó là việc vi phạm pháp luật Việt Nam. Thì rõ ràng tụi nó bị xử lý, vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý. Anh sống ở bất cứ nước nào cũng vậy thôi, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Pháp hay ở bất cứ một cái đất nước nào có pháp luật thì anh vi phạm anh phải bị xử lý đúng không? Chính xác. Nên trước giờ những cái kẻ mà chống phá bị xử lý vi phạm pháp luật là tất cả đều có cơ sở, có bằng chứng hết. Còn ở đây Mà mình vẫn ở cái góc độ gọi là hiểu biết của mình và trong phạm vi pháp luật cho phép đúng không? Chứ mình không có nói gọi là mình thay mặt bộ công an hay là đảng nhà nước rồi mình ra rả rồi mình nói đôi khi nó không chính xác thì nó cũng không hay. đúng rồi. Ở đây mình chủ quan thôi, không có thay mặt bất cứ cơ quan tổ chức nào hết. Đó là cái Thì nhận định chủ quan của An Nhiên, của mình hoặc là của một số bạn bè khác mà người ta đưa thông tin trên mạng. Nhưng mà phải Nam Phong và An Nhiên cũng là một cá nhân của người dân bình thường nhỏ bé thôi, nhưng mà chúng ta tham gia mạng xã hội với vì sao mà chúng ta lại có mặt ở trên mạng xã hội ngày hôm nay là tại vì những cái lời nói tuyên truyền của những người chống phá ở bên này, mình cảm thấy đối chứng với lại những gì mà chúng ta chứng kiến thì nó quá là gọi là xạo láo đi đó, nó không mang cái tính chất gọi là thuyết phục gì cả, cho nên là chúng ta muốn cân bằng cái sự việc cho nó đúng theo sự thật đó, nên Nam Phong cũng thỉnh thoảng có những cái thời gian rảnh rỗi, lẽ ra thời gian đó Nam Phong có thể dành cho gia đình của Nam Phong, nhưng mà tại sao bạn lại tham gia mạng xã hội này là tại vì bạn là một người công dân, có một cái trách nhiệm của một người người công dân để mà đem đến cái sự yên bình cho xã hội Việt Nam đó, thì trong đó có gia đình của bạn. Và An Nhiên cũng vậy, An Nhiên thì tuy sống ở nước ngoài nhưng mà An Nhiên cũng muốn mình làm một cái việc gì đó nhỏ nhoi góp phần cái bảo vệ cái sự yên ổn cho xã hội Việt Nam mình, thì trong đó cũng có gia đình của An Nhiên ở trong đó. Thì người ta nói là đất nước an yên thì người dân mới được cái sự bình yên mà làm việc đó, thì gia đình của mình được cái sống trong cái sự hòa bình độc lập thì chúng ta sẽ bên này Nhiên ở bên này Nhiên cũng cảm thấy yên tâm mà lo làm rồi xây dựng cái cuộc sống của mình rồi xây dựng cái cuộc sống của gia đình mình để mà chúng ta có được những cái giây phút mà bình yên bên tổ quốc của mình đó. Thì An Nhiên và Nam Phong là cũng vậy thôi, chúng ta không có đại diện một cái tập thể nào cả, một cái tập một một cái chính gọi là một cái cơ quan chức năng nào cả, chúng ta chức chỉ cá là nhân những là người phải dân thôi. không? Chức chứ mình là cá nhân không có Đúng đại rồi. diện thứ ai.
và nói theo cái quan điểm của cá nhân và những cái gọi là cái hiểu biết của mình về cái tình hình đất nước thì mình nói thôi. Còn mình là một một người dân, mình đang sống ở đây thì mình phải có trách nhiệm với đất nước. Thì khi mà mình giống như ngày xưa người ta nói là giống như là một cái người mà bình thường đi, họ đi ra ngoài đường họ thấy những cái việc bất bình thì họ can thiệp, đúng không? Đúng Đó rồi. là những người mà có đạo đức đó. Ở mình thì mình không ra đường, ví dụ bây giờ mình lên mạng cũng vậy thôi, mình thấy những cái nội dung chia sẻ hoặc những cái phát ngôn nó sai, nó xuyên tạc bịa đặt về đất nước đó, về đảng nhà nước, về các cái gọi là các vị lãnh tụ này kia, thì mình phải có trách nhiệm để mình lên tiếng. Bởi vì những một một cái vấn đề mà nó sai á, mà nó nói hàng ngày hàng giờ mà không ai lên tiếng phản bác thì dần dần nó sẽ thành đúng. Không ai phản ứng đó, không ai gọi là mình thờ ơ với thời cuộc đó. Thì mình cứ thôi cứ kệ nó đi, nó nói gì nói, nhưng mà dần dần nó sẽ tác động vào cái tư tưởng của cái lớp trẻ đó, và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cũng giống Ví như dụ mình con em mình như thế nào khi mà nó lên mạng nó thấy những cái thông tin xuyên tạc bị đặt đó hàng ngày hàng giờ, thì rõ ràng nó phải tiêm nhiễm đó, mà không hề không có ai mà gọi là phản ứng, không ai gọi là phản biện lại những cái vấn đề đó, thì rõ ràng là nó sẽ thành sự thật. Giống như cái tụi nó đang đang nói là Việt Nam là có hai quốc gia trước năm 75 đó, cái đó rất là nguy hiểm đó. Nếu mà khi chúng ta công nhận hai quốc gia thì nó rất nguy hiểm đó. Mình không có nói sâu nữa, cái đó phân tích nhiều rồi, nhưng mà đó là một trong những cái vấn đề mà tụi chống phá nó nhắm tới, nhắm tới. Nói về bọn chống phá thì gần đây chúng nó đang thực hiện cái âm mưu gọi là chống diễn biến hòa bình á, thì nó rải rác nhiều cái thông tin độc hại cho người dân của chúng ta, như vấn đề là con Diễm Phạm, cái nick Diễm Phạm đó các anh chị em, thì đã lên trên Tây Nguyên, cái nick Facebook này đã lên trên Tây Nguyên là quê 30 thuộc của An Nhiên á, và đã đem những cái món quà và những cái đồng tiền dơ bẩn của tụi nó đến cho người đồng bào với mục đích là kích động người đồng bào, vì người đồng bào rất là dễ dễ tin và rất là thật thà. Bản chất của người đồng bào thì thật thà và họ coi như là họ sống rất là đơn giản, cái suy nghĩ của họ rất là đơn giản. Đó, cho họ một món quà họ sẽ cảm thấy rất là vui, thì tụi nó đem những cái đồng tiền dơ bẩn của tụi nó lên đó để mà phân phát quà cho người đồng bào, và tụi nó còn bẩn thỉu đến mức độ tụi nó may những cái túi đó, những cái túi mà có cái lá cờ lưu vong của tụi nó, đó là cờ cờ ba sọc ba Đúng rồi. cờ đó sờ ba cờ ba sọc đỏ hả, đó cờ vàng ba Đúng rồi. sọc đỏ của tụi nó đó đó, thì tụi nó còn tuyên truyền cho các em nhỏ, các em nhỏ người đồng bào nữa các anh chị. Đó là cái nick Diễm Phạm, nick Facebook Diễm Phạm đó, thì tụi nó đã có cái sự âm mưu và tính toán sẵn rồi đó. Thì các anh chị em cũng biết được là tụi nó nhắm vào vùng Tây Nguyên nhiều nhất, tại vì người ở trên vùng Tây Nguyên thì người dân tộc thiểu số sống rất là nhiều, và tụi nó muốn chia rẽ cái tình anh em đồng bào của dân tộc Việt Nam mình. Để khối đại đoàn kết dân tộc. À Ủa sao ra rồi? Đó thì mình đang nha. Nếu có dịp thì mình rảnh thì mình tiếp tục đàm đạo, trao đổi. Rồi, chúc các anh chị em vui vẻ. Tạm biệt nha.